Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách ươm hạt vào cái giá thể sơ dừa này nhé. Đây là một cái dọa không này. Các bác mua cái sơ dừa người ta xử lý sẵn này, thì các bác về đóng lại ở đây. Thì so với cái phương pháp mình mua sơ dừa viên nén này, thì thứ nhất là cái giá thành nó rẻ hơn này. Và khi mà các bác trồng xong ấy, các bác cắt cây thì các bác phơi lại các bác tái sử dụng được, thì rất tiết kiệm chi phí cho nhà mình. Và cái thứ hai là đây là cái giống nhá, thì các bác sử dụng những hộp nhựa như này nè, các bác bảo quản trong cái ngăn mát tủ lạnh nhà mình, thì cái thời gian mà khi mà các bác sử dụng cái hạt giống này không hết thì mình bảo quản được. Như nhà em là em bảo quản được một năm nay mà hạt giống vẫn nảy mầm tốt nhá. Còn đây là một cái hạt mống mầm mà cây cải nó đã nảy được, em gieo được khoảng 3 ngày rồi các bạn. Thì mình chỉ khoảng tầm 2 ngày nữa thì mình đưa lên cái hệ thống chịu cảnh nhà mình gối tiếp vào những cái đợt mà thu hoạch trước, thì lúc nào cái dàn nhà mình cũng có cái rau trồng. Đây là cái dàn ươm nhé. Nhiều bác cứ bảo là phải làm một cái dàn ươm. Thực ra là mình chỉ tầm mà nó lại mầm cao hơn cái này một chút là các bác cho nên mình cho muộn, là muộn quá là nó cũng không cây nó đuối đi, là mình thật là nó cũng không phát triển tốt đâu. Đây là cái giống cải bách choi này, cái giống này nó rất to nha các bác nhá. Các bác đổ ra tay này, tùy theo loại cải nhé các bác nhá. Có những cái clip trước thì em làm em trồng giống cải bẹ đấy, thì em mỗi cái dọa này em cho đến 5-7 hạt, nhưng mà đối với giống cải to này thì các bác phải cho 1-2 hạt thôi, vì là khi nó lớn lên nó rất to. Mùa hè này thì các bác không cần thiết phải ngâm hạt đâu, vì là khi mà chúng ta cho hạt này nên các bác chỉ cần tưới nước thôi. Cái nhiệt độ nóng của mùa hè này nó rất nhanh nảy mầm. Và thứ hai là trồng cái cây mùa hè này thì mình có nhiều ánh sáng thì cái thời gian cây nó sinh trưởng rất là nhanh. Đây các bác công việc trồng củ canh trên sân thượng rất là nhàn nhé, vì là cái thời gian chăm sóc của mình cũng không mất nhiều, mình chỉ là bón cho nước và chất dinh dưỡng mà thôi. Các bác mà trồng thổ canh thì sáng thì các bác phải dậy sớm, các bác tưới nước, nhất là các bác công chức đi làm thời gian chăm sóc không có, mà với cái niềm đam mê của cái cây rau mà dẫn đến là cây nó hay bị héo. Thì em sẽ gieo thêm một ít cải xanh, cải bẹ xanh, vì là cái cây giống không đủ. Cải bẹ xanh thì các bác có thể gieo dày luôn nhé, các bác gieo dày luôn, vì là mình cứ hái cây to mình ăn thôi, xong rồi còn để cây nhỏ nó phát triển.
Từ khi em trồng thì rất là nhàn luôn các bạn. Chỉ mình chỉ cái khâu mà chăm khâu ươm hạt này là khâu vất vả nhất này. Còn cái khâu mà chăm sóc của nó là rất dễ, và cái phương pháp của nó, trồng của nó thì rất ít sâu bệnh, nên gần như là các bác cái thời gian chăm sóc các bác là giảm đi đến một nửa thôi, nên các bác trồng sân thượng là rất phù hợp. Chúc các bác thành công nhé.